ổn định được mặt trận Kharkiv, Ukraine lại chật vật với Donetsk. Theo đài CNN, Ukraine đã ổn định được mặt trận Kharkiv ở miền Bắc nước này sau khi Moscow tấn công tỉnh này, mở thêm mặt trận mới hồi đầu tháng 5. Tuy nhiên, Ukraine cũng đang phải đối mặt với không ít mối nguy khi phải dàn trải lực lượng dọc theo chiến tuyến dài khoảng 1.000 km quân đội Nga tràn sang tỉnh Kharkiv và đã tiến khoảng 10 km vào Ukraine trước khi vấp phải sự phản kháng và những cứ điểm kiên cố hơn của Ukraine, theo các chỉ huy Ukraine. Trong khi bước tiến của Nga đã chậm lại trên khắp chiến trường theo đánh giá của Mỹ và Ukraine, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tăng áp lực ở mặt trận Kharkiv. Nga đang tập trung cố gắng tiến qua làng Helibot. Nếu lực lượng Nga kiểm soát làng này, họ có thể tiến tới làng Lipsy, Cách thành phố Kharkiv 30 km về phía bắc. Phía đông bắc Kharkiv, lực lượng Nga tiếp tục đánh mạnh ở thành phố Vochans. Theo quân đội Ukraine, cuộc giao tranh đã chuyển sang cận chiến, với việc các đơn vị chiến đấu trên từng đường phố. Nhưng phần lớn thành phố vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Tuần trước, Mỹ đã cho phép Ukraine dùng vũ khí Mỹ tấn công hạn chế vào lãnh thổ Nga nhằm mục đích phòng thủ. Giới quan sát đánh giá đây là một lợi thế giúp lực lượng Ukraine, nhất là ở mặt trận Kharkiv, đứng vững trong bối cảnh chờ viện trợ phương Tây tới. Trao đổi với đài CNN, một sĩ quan cấp cao của Cục An ninh Ukraine, SBU, có bí danh là Ban Ki hiện đang chiến đấu ở tỉnh Kharkiv cũng xác nhận việc có thể tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga đã có tác động tích cực. Sĩ quan này nói, bây giờ có thể tiến hành các chiến dịch phản công cục bộ và giành lại các vùng lãnh thổ mà đối phương đã chiếm được một tuần trước. Theo giới quan sát, chiến lược của Nga mở mặt trận mới ở Kharkiv để buộc Ukraine đưa quân từ các mặt trận khác về củng cố khu vực này, nhằm mục đích dàn mỏng lực lượng hạn chế của Ukraine và làm suy yếu khả năng phòng thủ ở phía đông ở vùng Đông Bắc, gồm hai tỉnh là Donetsk và Luhansk. Theo tờ The New York Times tại khu vực này, lực lượng Nga đang tiến về phía trước bằng những bước đi nhỏ, chậm nhưng đẫm máu. Theo bản đồ vệ tinh, miền Nam Đông Bắc, chủ yếu là tỉnh Donetsk, là nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất trong những tuần gần đây. Mục tiêu chính của Nga là giành quyền kiểm soát hoàn toàn đối với vùng Đông Bắc. Theo ông Naja Voloshin, người phát ngôn quân đội Ukraine ở mặt trận phía đông, đây chính xác là nơi Nga đang gây sức ép khá tích cực. Tại Donetsk, Nga đã đạt được một số tiến bộ quân Nga đã tiến về phía tây thành phố Avidika, tỉnh Donetsk, sau khi chiếm được thành phố này hồi tháng 2. Tuy đã chiếm được một số ngôi làng quanh khu vực này, quân Nga vẫn chưa tiếp cận được tuyến phòng thủ thứ hai của Ukraine, gần làng Kaliva, tỉnh Donetsk. Hiện tại, quân Nga cũng đang nhắm tới thành phố Chasivya, Donetsk. Đây là cứ điểm có vị trí chiến lược quan trọng mà nếu chiếm được sẽ giúp quân Nga tiến sâu hơn vào các khu vực lớn hơn ở phía Tây và phía Bắc khu vực này. Theo bản đồ vệ tinh chiến trường, đợt di chuyển trên bộ cuối cùng của Nga tới gia diễn ra vào tuần trước. Theo ông Rob Lee, thành viên cấp cao của Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ, sự tạm lắng này là dấu hiệu rằng các lực lượng Nga đã không tận dụng được cuộc tấn công ở Kharkiv, dù họ đã khiến Ukraine di chuyển một số lực lượng khỏi Đông Bắc. Theo quân đội Ukraine, Nga hiện đang tiến tới hai thị trấn là Pokrov và Kurakhovo, đều ở tỉnh Donetsk cũng như một đường cao tốc giữa hai thị trấn này, nối miền Nam Đông Bắc với các thị trấn ở phía Bắc. Tin do trung tâm tin 24 giờ biên tập và xuất bản. Cảm ơn bạn đã theo dõi.